Chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận một con lâm ly này các bạn này. Con lâm ly này là của một bạn thợ nha. Nó mua đồng nát về để phục chế lại bán Tết nha. Con này các bạn nhìn này. Mạch rất là nát này. Mạch này thì cũng thế. Thì con này nó bị hiện tượng là mới đầu mình không biết nha, nhưng mà về sau này thì nó bị hiện tượng là bị rè các bạn. Một vế tiếng nó không được trong. Đấy. Sau khi bạn ấy thay thế xong đâu đó thì bắt đầu thêm một cái bệnh nữa là dò điện áp một chiều cho loa các bạn. Đây là cái bo của họ này. Cái vế này là cái vế họng này. Bạn ấy đã tiến hành là nhấc hết linh kiện ở vế bên này này, chuyển sang vế này này, không được này. Nhấc linh kiện vế này chuyển vào vế này. Đồng thời là thay linh kiện mới. Thay gần như là mới gần hết các bạn. Đây các bạn thấy ạ. Chợ là thay hết rồi này. Chợ thay hết này. Tụ thì cũng có một số con thay rồi. Transistor thay sạch luôn. Thế thì vẫn không được các bạn. Thế giờ tại sao như vậy thì mình đã tìm ra nguyên nhân rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem nha. Đây chính là cái sơ đồ mình vẽ lại từ cái máy này. Từ cái mạch công suất này, nó có hai vế nhỉ, đây. Vế bên này này, vế bên này này. Vế bên này nó còn thêm tích hợp một cái đoạn tròn tròn đây không? Đây chính là cái mạch bảo vệ loa thôi. Đấy, cái mạch điều khiển mạch trễ cho le ấy. Thế thì cái mạch này của mình nó sử dụng là một số linh kiện như là BC546 này, A42 này, A92 và cái A340. Đây là các cái thứ tự chân và cái ký hiệu của nó. Thế thì con này nó được cấp nguồn là âm dương 45 đến 47V gì đấy. 45 47V, đây là hai con sóng xuất ở trên cái bo đứng này các bạn. Thế thì ở đoạn này chúng ta sẽ có một cái mạch đoạn này các bạn này. Lấy hạ lấy từ 45V này đi qua chợ 1K này. Hạ áp vào chợ 1K để lọc trên con tụ 63V 100mm này. Điện áp vào đây này, điện áp đây này, nó sắp xỉ bằng nhau các bạn nhé. Sau đi qua con chợ khoảng 100K để nuôi cho tầng này. Để ổn định, lấy một cái điện áp ổn định nuôi cho tầng trên này. Tránh ảnh hưởng bởi cái khi công suất hoạt động. Tín hiệu vào này. Đi qua con tụ là 10mm, 50V này. Qua con chợ 560V này. Phân áp bởi con 10K. Lọc bởi con 1 là 1. Đấy. Tín hiệu vào B, khuếch đại ra C. Đi vào đây. Vào cái con trang là ký hiệu là QL7 này. Vào B, khuếch đại ra C tiếp này. Đi đây để điều khiển cho hai con chan này. Hai con chan này bắt đầu đóng mở cho hai con sò công suất này. Thế thì khi mà máy nó hoạt động ấy thì mình đo cái điện áp trên con tụ này. Ở chế độ bình thường ấy, nó được khoảng độ tầm 50V. Các bạn nhé, 50V. Khi mà tín hiệu vào mà lớn quá thì mình đo điện áp trên hai đầu con tụ này, nó có thể dâng lên đến hàng vài chục vôn, thậm chí đến hàng 60-70V nha các bạn nhé. Thế cái nguyên nhân của ban đầu mà nó bị rè các bạn là do con này này, con BC546 này. Cái con này các bạn thay bằng một con chan bình thường, nó bị sai. Các bạn nhìn thấy đấy ạ. Con BC546 là chân B này, sau đến chân E và chân C nhá. Còn các cái chan khác là B, C và E. B, C và E. Thế đâm ra khi chúng ta thay đây, chúng ta phải quay ngược cái con này lại. Chúng ta thay bằng một con, ví dụ đây con ngược đúng không? Chúng ta thay bằng con ngược này, chúng ta phải quay ngược lại. Ngược CE này. Ở trong này thì con đó đây này. Các bạn thấy không? Trong này nó ký hiệu là QL3. Mình đã tiến hành mình quay ngược lại này. Tuy nhiên mình quay ngược lại rồi nhưng mà nó vẫn bị cái hiện tượng là bị âm điện áp âm cho loa này. Âm như đấy rất là lớn này. Âm như rất là lớn. Thì mình đã tiến hành là mình cô lập từng phần một để mình kiểm tra. Mình đã tiến hành là mình nối tắt BE con này. Nối tắt BE con này. Nhưng mà cái tín hiệu ra ngõ ra không thay đổi các bạn. Ngõ ra không thay đổi. Có nghĩa là mình khẳng định là tín hiệu của mình nó sẽ thuộc về khu này đang có sự cố này.
Thế thì mình bắt đầu mình mới đo cái điện áp BE bên này thì nó được khoảng 0,6 mấy vôn ấy. Và mình đo điện áp CE này nó được có khoảng độ 4 vôn thôi. Có nghĩa là con này đang dẫn cực kỳ kim này. Qua bên này mình đo BE con này lại được tận 1 vôn các bạn ạ. Hơn 1 vôn ấy. Nhưng mà CE con này này mình đo tận gần 100 vôn. Nghĩa là con này không dẫn một tí nào. Đấy, thế nguyên nhân là như nào ạ? Nguyên nhân nó không dẫn là mình thấy là chắc chắn là cái điện áp ở đây này, tức là cái điện áp ở chỗ này này, nó đang rất là thấp thì mấy con làm con này dẫn kịch kim này và con này không dẫn, đúng không? Điện áp về thấp. Thế thì mình bắt đầu mình tiến hành là mình tháo bỏ kiểm tra mấy con này, này. Thay hết rồi này. Tất cả những con này thay hết rồi. Không con nào chết cả các bạn. Thế thì mình tiến hành mình tháo bỏ con này ra này. Tháo bỏ con này ra thử này. Điện áp đây vẫn là âm. Vẫn âm bình thường nha các bạn nhé. Tháo bỏ con bên này ra, đây vẫn âm. Mà mình không hiểu điện áp âm nó lấy đâu ra chỗ này. Không hiểu điện áp âm nó lấy đâu ở đoạn này. Đây, tháo bỏ con này ra thì điện áp đây vẫn âm này. Đấy. Nó âm ở chỗ này. Đấy. Thế thì mình không hiểu tại sao điện áp đây lại âm. Mà cái điện áp ở chỗ này này, mấy chục vôn nhưng mà điện áp đi vào đây nó lại âm này các bạn. Âm ở chỗ này. Chỗ này thì có mấy chục vôn nhưng vào đây nó lại âm. Đấy. Thì tức là âm ở đây, một là con này nó kéo xuống dưới âm này nhiều này. Con này chỉ có con này kéo âm nhiều thì điện áp đây nó mới có thể là âm thôi. Thì mình bắt đầu mình mới tiến hành mình vứt bỏ con tháo bỏ con QL7 này ra. Tháo bỏ ra. Tháo bỏ ra thì điện áp đây vẫn cứ âm các bạn. Đấy. Nếu mình tháo bỏ hai con này ra này. Hai con này ra, tháo bỏ hai con này mà đây vẫn cứ âm. Tức là không hiểu để áp âm lên lâu ở đâu ra. Thế bây giờ mình phân tích này. Âm ở đây đúng không? Âm ở đây thì chắc chắn nó chỉ lấy ở khu vực này thôi. Không còn chỗ nào nữa. Âm ở đây chắc chắn nó phải lấy đầu con trở bên này, đúng không? Điện áp ở đây âm thì bắt đầu mới đi lên được, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ những nguyên nhân nào, ví dụ như con này nó bị chập BC thì sao? Như con này vượt hay mới này. Đó. Con này chập CE thì sao? Con này cũng vượt hay mới này. Thế mình bắt đầu tiến hành mình nhấc con tụ 47B ra kiểm tra, không bị làm sao cả. Đấy. Mình tiếp tục đến con bên này. Mình nhấc bỏ con này ra rồi nó vẫn đây vẫn có âm này. Thế là bắt đầu mình nhấc con bỏ con tụ 47P ra. Nhấc con này ra một cái mình kiểm tra thì nhấc ra phát đo lại thì hết âm các bạn ạ. Đấy, thế bây giờ các bạn nhìn này. Đây là sơ đồ của nó. Và cái con tụ mình vừa nhấc đây chính là con này các bạn này. Đây là những bệnh cực kỳ khó nha. Gần Tết này mình rất là nhiều việc rồi nhưng mà mình vẫn quay video để chia sẻ các bạn những cái bệnh như này. Các bạn thấy không ạ? Kim lên không? Kim lên gần kịch luôn. Đấy. Bình thường thì ai nghĩ là mấy con tụ này nó hỏng đâu, đúng không? Đây là một cái trường hợp tụ hỏng này. Nhưng mà đấy là thực tế ra thì các bạn sửa trực tiếp cho người dân thì có khi ít gặp ấy, nhưng mà mình gặp liên tục các bạn ạ. Tụ hỏng nhiều lắm. Các bạn nhìn này. Đây là một con tụ hỏng đúng không? Tụ gốm đúng không? Này mình còn thấy một đống tụ gốm nó hỏng ở trên main TV hỏng nhiều lắm. Đây này. Đây con nữa này. Đây con này, đây là mấy con vẫn còn lại thôi nhá, chứ còn nhiều con nó mình còn không biết vứt đâu ấy. Mình đo thử các bạn xem này. Quá trình tìm ra những con tụ gốm này không hề đơn giản các bạn. Bạn thấy lên kim không? Đấy, con bên này cũng thế này. Bạn thấy không? Kịch luôn. Đấy, tụ gốm hỏng đấy. Nhiều bạn là cứ chủ quan mấy con tụ này là chết đoàn đấy chứ. Đấy. Thế thì sau khi mình làm xong thì mình có vẽ, mình vẽ sơ đồ lại xong mình mới làm. Đây mình vẽ sơ đồ lại xong mình làm. Đấy. Và các bạn lấy cái thông số này các bạn làm nhé. Có thể chụp lại cái main này các bạn này. Nhớ cái main này nhé. Cứ gặp cái dòng main này mà nó có cái đây này. Thì mình nhôm tản nhiệt rồi rồi như này này. Chính xác là nó luôn này các bạn này. Đấy nó có hai miếng hai bên đấy. Chính xác là nó luôn này. Đấy, thế thì cái con này các bạn lưu ý con này nhá. Thay là B, C, E là C, E là hai con hai chiều ngược nhau nhá, chứ không phải thấy đâu. Đấy. Mình vẽ lại sơ đồ này và bắt đầu mình phân tích để mình làm các bạn. Làm loay hoay mất cả tiếng đồng hồ các bạn. Bởi vì mình phải đi mình vẽ lại mạch là một này. Sau đó bắt đầu mình dò lại từng cái đường này này xem không giống con bên kia, cái mạch bên kia hay không. Xem có bị thay sai cái gì không. Tại vì con này nó có một vế sống vế chết đâm ra nó cũng dễ các bạn. Dễ cái là mình có một vế sống vế chết.
Thì bắt đầu mình mới tiến hành mình lấy cái vế sống này để mình vẽ ra, bởi vì sống là vế đang chạy mà. Vẽ ra xong thì bắt đầu mình mới lại tiến hành là so sánh vế chết. Mình so sánh từ đầu này vào các bạn này, xem có bị thay sai gì không. Ví dụ như con này là 10mm 50V đúng không? So với vế chết xem đây có đúng là thay đúng chưa này. Mấy con này cũng thế này. Dò hết một lượt này, xong mình dò lại một lượt nữa. Xong lại kiểm tra lại lần lượt những con sò này xem là họ thay có bị sai hay không này, rồi thay mấy con sò có bị chết hay không. Đấy. Rồi chợ mình kiểm tra qua xem có bị cháy trước gì hay không. Đấy, nói chung là mất nhiều thời gian các bạn nhé. Cuối cùng thì bây giờ ông đã tìm ra con hỏng. Chúc các bạn thành công nhé.